Alo. Vâng, mời các bạn đến với trận thi đấu thứ ba, trận thi đấu bản lề trong xê đấu thứ hai này. Vâng, dường như Kata, Ia. Bên nào có Kata, Ia cái gì nhỉ? Vâng, Kata, Ia, Roman và Phoenician là những quân của bên phía team Nghệ Tĩnh trong trận thi đấu này. Vâng, Ia, Kata, Roman và Phoenician xếp xếp theo đúng thứ tự đó luôn. Vâng, một trận thi đấu mà gần núi liều mạng, anh nằm ở thời tư thế cầm chủ lực và cân bản đồ. Vâng, núi cầm Babylon. Maxe của... Vâng, như vậy thì trận thi đấu này Phoenician... Như vậy là... Ia. Vâng, chỉ lo sợ Yamato đánh cung A và nhảy 4 thôi. Chỉ lo sợ điều ấy thôi. Babylon của núi, Roman là của 9X. Chúng ta sẽ đến với 9X trong trận thi đấu này. Vâng, nếu như Yamato có thể trong cánh đánh cung A nhảy 4 với dưới sự gọi là bơm đồ của Phoenician thì cũng là một điều khó dành cho các game thủ game TVN Sam. Thế nhưng các anh sẽ phải biết làm như thế nào. Vâng, với việc có Mark C thì việc chắc chắn các game thủ bên phía Nghệ Tĩnh các anh sẽ đánh cung A, sẽ phải có cung A. Và hãy coi chừng bài Phoenician dâng A. Còn Yamato thì sẽ đánh cung A nhảy 4. Đấy là những bài có thể nguy hiểm dành cho các sẽ gây nguy hiểm cho các game thủ game thủ VN Sam. Thế còn bên này thì thôi thì cứ chém tươi đầu cánh và trong cánh đẩy ra. Vậy là đơn giản. Vâng, map như thế này thì liệu có kẹp Sam hay không? Map như thế này liệu có kẹp Sam hay không? Vâng, sẽ ra các dự là sẽ trải dài. Vâng, 12 giờ sẽ có một nhà. Có lẽ 12 giờ sẽ có một nhà. Vâng, khoảng 5, khoảng 7, 8 giờ sẽ có một nhà. Em đang mọi Alo, quay trở lại với trận thi đấu thì 9X, anh đã quyết định đánh với 24 dân Roman, đầu cánh của mình. Và một trận đánh chém có đến 2S, phải chăng anh định đánh châu sọc đơn đầu cánh? Vâng, Ia, Kata. À thôi, trận chúng ta sẽ đến với GV để xem anh sẽ dâng L và đâm Y như thế nào. Vâng, vai trò của GV trận thi đấu này mang tính khá không mấu chốt khi mà anh đã cần phải tìm ra nhà nào đánh cung A. Vâng, liệu anh sẽ chém vào trong cánh xem này có cung A, cung nghèo cái gì không, nhà nào lên 4 lên 5 các kiểu. Kích đời rồi, 10-4 với 22 dân Max C, như vậy là khá tươi rồi. 10-4 với 22 dân Max C. Vâng, màu 5 điểm rất cao. Không biết đây điểm dò hay điểm lên đời nữa.
Một cái đẹp dành cho Gover. Vừa coi chừng hai con dân đó có thể bị phát hiện và sẽ bị chết. Anh nên thiết kế giấu dân đi và để đóng cái y. Vâng, bắt đầu nâng cấp công cho con giò của mình. Đây rồi, gặp ngay nhà màu 6 đầu cánh. Màu 6 là nâu 1. Quá hay dành cho vơ trong tơn đàn chành này. Các bạn có thể thấy. Vâng, như vậy là vô thường sẽ đói. Vâng, vô thường sẽ đói trong tơn này. Vô thường sẽ chết đói trong trận thi đấu này. Và vơ sẽ có tơn kene để con dân có thể yên bình ăn được những cây quả này. Vâng, tôi hiểu phong cách của vơ là như vậy. À không, tôi vừa nói vậy thì anh tát ngay vào mặt tôi một cái bằng cách là kéo hai con dân chạy đi. Quá đáng tiếc dành cho tôi thì các bạn. Vâng, vơ sẽ đắp ngay cái y. Hai con dân đó sẽ được dùng để đắp y. Vâng, soi máu rất cẩn thận, các bạn có thể thấy. Soi máu và ăn dân. Đáp y không? Vơ có đáp y hay không? Không đáp. Anh vẫn chưa thèm đáp y. Thôi thì tùy anh. Vâng, màu 4 lại một trận lên đời sớm nhất bản đồ. Vâng, gờ chim. Điểm khá cao. Lòng vòng và tìm cách bắt con giò. Có bắt được không? Vâng, vơ thì theo dân cao đến như vậy. Tại sao anh không đóng y đi? Vơ vẫn lòng vòng mà vẫn chưa hại được nhiều. Vâng, dường như Yamato trong cánh đánh cung A. Vâng, tôi nói mà. Vơ sẽ chết những con dân như thế này khi mà cứ chạy lung tung. Bây giờ đã đời 3 rồi và họ có quyền đập dân. Vâng, đời 3 là đâu có quyền đập dân. Hơi đáng tiếc là vơ vẫn chưa đóng được một cái y nào cả. Vâng, Babylon. Vâng, Yamato ở 9 giờ đánh cung A rồi. Đấy là điều nguy hiểm đối với các team Game TV Handsome. Các anh sẽ phải làm gì với bài này? Vâng, Phoenician dâng A và Yamato đánh cung A. Chiến thuật là khá dị dành cho các game thủ bên phía Nghệ Tĩnh. Vâng, một nhà thì dâng A, còn một nhà thì đánh cung A. Hơi khó hiểu. Vâng, timeline bắt đầu đè. Vâng, đúng là phong cách tay to của một người đội trưởng mang tên G núi. Sau tuần quân đầu anh đã có BC. Đừng có hỏi tại sao. Vâng, độ này thì anh Long Keng anh bận. Cho nên anh ít chiến đấu với lại Game TV Handsome. Chứ nếu Long Keng với lại Handsome mà có cuộc giao hữu với nhau thì sẽ là cuộc giao hữu sóc dân giữa Long Keng và G núi. Vâng, những người sóc lọ giỏi nhất AOE Việt. Vâng, 9x anh có làm gì được. Vâng, màu 5 đã lên xong cùng hai áo. Điểm cao nhất bản đồ bây giờ là điểm của màu 5, điểm công nghệ. Thôi trở lại với GV. Vơ liệu có công ca không? Vơ có tơn công ca không? Vâng, Vơ đã bắt đầu có tơn công ca. Vơ bắt đầu có tơn công ca vào nhà của Yamato. Vâng, không được cho Yamato lên khỏe. Cần phải có tơn gỗ. Cần có một tơn gỗ đến từ đồng đội của GV. Vâng, màu 1 có đẩy quân ra đây không? Để cùng nhau giữ cái thế bài hiện nay. Vâng, G9X đâu rồi? 9X vẫn không có quân ở đó, anh vẫn lòng vòng và đánh thủ. Đúng là một tay cùng. Thôi quay trở lại với GV. Vơ đâu rồi? Vơ đây rồi. Vơ đây, Vơ vẫn đang chờ thời gian để tích ca. Vâng, cần phải thêm 1-2 con ca nữa. Đúng rồi, thêm một cái ca nữa. Và anh đang kêu gỗ đến từ đồng đội. Vâng, lộ rồi vơi. Hơi đáng tiếc dành cho vơ trong tơn đánh vừa rồi. Anh dòng cà quá lỗi, các bạn có thể thấy. Các bạn có thể thấy vơ hơi đáng tiếc. Quá đáng tiếc dành cho vơ một tơn lộ cà. Đã bị lộ bài. Vâng, đã bị lộ bài. Thế nhưng mà đây là thời điểm mà núi sẽ sóc dân. Và núi sẽ lên 4 trước cả Yamato luôn. Tôi cá với các bạn là như vậy. Núi sẽ sóc dân.
Giờ này núi sẽ không cần đẩy quân để kèo hết, sóc dần sau đó là lên 4 trước Yamato. Yamato sẽ mất cực kỳ nhiều lực để đỡ lại những con ca cũng như là những con chém của Maxe do GV công vào. Vâng, các bạn có thể thấy. Và đồng đội của màu năm cũng sẽ phải kéo quân về để thủ nhà cho anh. Đây là thời điểm để vơ, để mà núi có thể sóc dân và lên 4. Vâng, núi đánh ở đây hay núi sóc dân? Vâng, phong cách của núi thì tôi đoán này sẽ sóc dân chứ anh không đẩy quân về đây. Đúng như tôi dự đoán. Tôi quay trở lại với màn hình của vơ thôi. Vâng, vơ công ca nhưng mà anh bị lộ ca hơi sớm. Hơi đáng tiếc, đáng lẽ anh tụ được khoảng tầm 3 con ca thôi được. Đây cứ đi lẻ lẻ từng con, cuối cùng anh đã chết hết và tôi xin thông báo GV chính thức fit. Các bạn có thể thấy tham 6. Thôi thì quay trở lại với màn hình của 9X để xem 9X đang làm cái gì. Vâng, anh cũng ngồi sóc dân. Hơi khó hiểu. Các anh cứ đánh thủ ngồi sóc dân để đợi Yamato lên hot thần rồi mới đánh hay sao? Vâng, tham to nhưng chỉ là tham dân. 43 với tham chém thì là một cái tham không hề tồi. Thế nhưng lại là cái tham mà tôi là tham dân chứ không phải tham quân. Vâng, 9X nha. Đánh team như thế này thì chết. Vâng, biết đối phương có nhà dâng A. Vâng, đầu cánh anh nên tập phong cách bán máu đi. Chứ đầu cánh cứ tham có nhà như này đấy. Vâng, tham 4X, anh chỉ biết sóc dân nhưng anh chả biết sóc quân gì cả. Vâng, không có quân mấy. Như thế này thì chỉ ốp vát tơn nhẹ nhàng thôi. Chỉ tát yêu cái là 9X có thể ra đi rồi. Thôi thì bây giờ thì niềm hy vọng sẽ rơi vào gờ núi. Vâng. Vâng, đúng như tôi dự đoán, núi sẽ lên 4 trước cả Yamato. Các bạn có thể thấy 97 và dường như là có đến khoảng tầm lít dân. Vâng, khoảng gần 80 dân. Khoảng 7 xịch dân đối với gần núi trong trận thi đấu này rồi. Vâng, lộ ca. Vâng, gần núi bắt đầu đẻ ca sữa để có thể chống lại Yamato. Chắc chắn Yamato chưa thể lên 4 được. Vâng, Yamato không thể kích 4 sớm hơn núi được. Lực ở đâu ra? Phonesian thì dâng A. Còn vâng, trận vâng, chiến thuật bên phía Game TV Handsome có lẽ sẽ là núi lên 4 đánh một turn hot vỗ thẳng vào mặt Yamato. Và đó là thời điểm mà 9X sẽ kích 4 và lên 4. Vâng, 9X sẽ chưa lên 4 ngay, nhưng khi ngay khi hot của núi đẩy được đi thì sẽ là thời điểm mà 9X sẽ phải sóc dân là lên 4. Các nhà bên phía Game TV, bên phía Nghệ Tĩnh thì sẽ tìm cách đánh chết của 9X. Vâng, điều kiện cần và đủ để giành chiến thắng của các game thủ bên phía team Nghệ Tĩnh chỉ là không được để cho Roman của 9X lên 4 mà thôi. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã có bản đồ con để chúng ta có thể quan sát thế cục trận đấu dễ dàng hơn. Vơ đang giấu vào đây một con dân để tránh bị feed dân. Nhưng coi chừng, nơi đây cũng không phải là một nơi yên ả. Nhìn như bản đồ con, các bạn để thấy màu 6 vẫn đang tìm cách móc máy vào nhà của màu 1. Vâng, ai chứ núi cầm chủ lực là một người mà tôi cực kỳ yên tâm. Anh là một người có đầy đủ kinh nghiệm để đánh với các team top 1. Nói không quá thì núi là người có đủ. Vâng ạ. Vâng, lại một tên lủng nhà đến từ 9X. Quá đáng tiếc. Các bạn có thể thấy những con lạc đà màu 6 đang ở trong nhà của núi, trong nhà của 9X. Rõ ràng 9X là một tay cung, nhưng việc đánh cung trong solo với việc đánh cung cầm chủ lực là việc hoàn toàn khác nhau. Vâng, tính lực bò bế nhà cửa cũng như đỡ nhà là khác nhau rất nhiều. Vâng, núi làm chủ lực thì chỉ ít phút nữa thôi. Chỉ khoảng tầm phút 35, núi có thể bơm một tơn để cho Roman lên 4 và đánh những con đạp đôi. Vâng, hơi mất tay với những con sọc đơn của màu 7. Anh Tom. Vâng, đây là Tom chứ không phải Tom. Tom là của Thái Bình. Còn đây của Nghệ Tĩnh là phải là Tom.
Vâng, Yamato đã lên 4 chưa? Điểm của Yamato vẫn chỉ là 288. Hãy coi chừng Yamato lên 4 và đánh thẳng những con hot thần. Vâng, vơ giờ này thì sao rồi? Hỏi thăm anh một chút. Vâng, tham 11 như vậy vẫn là còn sống. Còn sống là còn chiến đấu. Vâng, có quá mất tay với những con lạc đà của màu 6. Đục vào mấy lần cái khe mép bản đồ từ trên xuống ấy, mỗi khe để nó chạy đi chạy lại. Vâng, 9x anh đánh team dường như anh cứ đỡ nhà kiểu này thì chết, đồng đội bán máu với anh rồi cũng hy sinh cho anh luôn. Vâng, núi đã ôm được khá nhiều vàng, một phong cách đánh chủ lực cực chất đến từ gần núi. Vâng, Yamato đã có hot. Cái chỗ hai cánh rừng bị hở ấy nhá. Núi. Vâng, núi có nhận ra những chỗ hở bên trong nhà mình không? Nhưng nói chung thì núi cầm chủ lực là tôi khá yên tâm. Bây giờ việc của núi là phải bảo kê để cho Roman lên được 4 và màu 5 sẽ đánh thẳng vào nhà màu 1. Màu 5 sẽ đánh thẳng vào màu 1. Vâng, như vậy là chiến thuật của hai bên là rõ ràng, vấn đề là ai sẽ làm được điều ấy mà thôi. Vâng, hơi đáng tiếc là 9x trong trận thi đấu này anh để nhà quá lủng. 9x để nhà quá lủng và mất quá nhiều lực cho nên anh lên 4 quá muộn. Vâng, núi thì vẫn đang phải dong những con ca của mình đi để có thể đỡ được nhà cho 9x. 9x đâu? 9x đây. Đã lên 4 xong. Vâng, lên 4 xong mới nâng đầu máu. Một lỗi không thể chấp nhận dành cho 9x trong trận thi đấu này, các bạn có thể thấy. Vâng, Roman lên 4 sẽ đánh những con đạp đôi nhưng lên 4 xong mới kích đầu máu. Một lỗi không thể chấp nhận. Vâng, một lỗi không thể chấp nhận trong đánh team. Các bạn có thể thấy anh còn quá non. Xin lỗi, anh còn quá non trong đánh team. Vâng, cần phải vẩy e. Vâng, còn lâu mới có được đạp đôi khi mà với chỉ vừa kích xong được cái đầu máu thôi. Vâng, 9x dường như anh chỉ có sức quản lý tham lên khoảng tầm 50. Cái tham của anh cứ lòng hoàng ở cái mức tham này và bỏ nhà. Vâng, rất buồn nhưng tôi vẫn phải thông báo rằng Game TV Hansam sẽ thua trong trận thi đấu này. Khi mà Roman không lên được 4, thì Yamato sẽ đánh thẳng những con hot thần vào nhà Babylon. Vâng, Babylon lấy gì để chống? Phải lên được cái con ca thần. Vâng, bây giờ anh có một cái nhà L và anh kích đạp đôi thì cái nhà L đó sẽ bị bắn nổ. Vơi rảnh tay xem tham của anh gái. Vâng, tham lai không còn cửa bật nữa rồi. Khi mà màu 7 cũng đã lên 4. Vâng, lỗi tội đồ trong trận thi đấu này là 9x. Vâng, anh đánh team quá yếu. Vâng, có lẽ anh cứ treo anh chém bán máu thôi. Chứ một thế trận quá dễ đánh như vậy khi mà Yamato ban đầu đã bị ôm bom quá tốt bởi GV rồi. Yamato lên 4 muộn, thế nhưng mà anh không làm được việc mình cần phải làm là quá đơn giản thôi. Một lỗi, những lỗi phải nói cực kỳ sơ đẳng trong đánh team. Đừng nói với tôi rằng cái nhà L anh lên đạp đôi lại bị phá. Vâng, gần như không còn cửa bật. Màu 7 sẽ đẩy thẳng quân về đây. Các anh chị em bản đồ con, các bạn thấy núi đang đẩy thẳng vào nhà màu 3, nhà màu 7. Không, lên được 94%, 96%, 97%, lên kịp không? Vâng, đã lên kịp xong, may. Suýt nữa thì bị phá nổ của nhà L đó. Lên xong rồi. Vâng, núi đang đánh thẳng vào nhà của màu 7. Vâng, mối hiểm họa sẽ là nhà màu 7. Vâng, màu 7 đã có những con đạp đôi. Dường như cũng là Roman. Nói chung là không còn cửa bật. Vâng, Roman đánh đời 4. Roman, Babylon đánh với Roman và Yamato. Trong khi đó, bên phía Nghệ Tĩnh còn lên 4 trước và có đạp đôi trước. Không còn cửa bật dành cho các game thủ bên phía Game TV Handsome. Vâng, chưa kể đến chuyện là GV bây giờ là người phế toàn tập rồi.
Vâng, Persian của Michael Carrick, tức chim bây giờ cũng chẳng làm được một cái, có một cái tác dụng gì nữa. Đẻ ra thì cũng chẳng quản được ai. Vâng, trận thi đấu này, vâng, lỗi quá lớn thuộc về 9X. Vâng, trong trận thi đấu này có lẽ núi cần phải lên kể cả những con hot thần, lên cả những con ca thần để chống lại núi cần phải lên cả những con ca thần, bởi vì sẽ có những con hot thần Yamato. Chắc chắn sẽ là như vậy. Và núi phải bơ nuôi cả Roman nữa. Hơi khó. Các bạn có thể thấy. Vâng, khi hết những con ca to thì sẽ đến lượt những con hot Yamato đổ vào đây. Vâng, 9X thì sao? Nếu 9X biết đẩy quân thì còn có tí cửa. Vâng, tôi nói như vậy là tí cửa thôi. Vâng, bây giờ đẩy về đâu? Vâng, cần phải xem nhà nào làm máy bơm. 9X dường như chỉ biết sóc dân và vẽ nhà thôi, cũng chả biết anh có biết đẩy quân đi đâu không. Vâng, bây giờ mới kích cái giáp. Thôi thì quay trở lại với người cầm chủ lực. Niềm hy vọng duy nhất của Game TV Hand xong trong trận thi đấu này. Vâng. Một trận thi đấu mà quá đáng tiếc. Vâng, dường như đã là những con hot thần. Không, hot đứng trên dốc, đấu được. Đứng trên dốc thì có thể đấu được với hot thần. Nói chung là đứng trên dốc là có thể đấu được với hot thần. Vâng, thôi thì ta thua họ nhiều thứ thì ta đứng trên dốc vậy. Họ chấp ta thì ta chiến. Vâng. Một tơn lãi của gờ núi. Một tơn chủ quan của màu năm. Vâng, đã có những con đạp đôi chảy vào. Vâng, không sao. Lượng đạp đôi là không nhiều. Và núi sẽ thủ tốt được tơn này. Nhưng sẽ hơi mất tay. Vâng, có lẽ là quýt thôi. Vâng, đã quýt. Vâng, các bạn có thể thấy cái lỗi lớn nhất thuộc về 9X. Nếu như anh lên đời 4 sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác biệt. Vâng, chưa kể đến chuyện lên đời 4 xong anh mới kích đầu máu. Những lỗi không thể chấp nhận được trong việc đánh 4-4. Vâng, hơi đáng tiếc. Hơi đáng tiếc cho Hensam. Một trận thi đấu mà cửa thắng là quá sáng khi mà Max C đã ôm bom cảm tử Yamato không khỏe được. Các bạn chờ đợi ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo. Nhiều dân đâu, sao có 49 dân thôi. Hết trận 49 dân em ạ. 1 4 xong lực của Baby với lực của ấy khác hẳn nhờ. Địt mè đúng nga nhưng mà lên bắt thằng kia phải lên 4 luôn. Đúng không? Đây địt mè lên xong rồi còn lên đầy 4 xong rồi còn chưa lên đồng máu nữa thì đúng rồi. Châu đỡ nhờ.